Chuyên mục Chuyện cổ người Mường. Tóm tắt sự tích cây chu đồng. Thời xa xưa, xưa lắm rồi, lúc nhà Lang Quân Cần đứng đầu bạn Mường. Một hôm, con trai Lang Quân Cần vô tình nghe kể về cây chu đồng bông thau quả thiết, có thể làm cho bạn Mường giàu sang phú quý. Trong Mường có chàng Tậm Tạch, là người hay lam hay làm, có tài đi săn bắn. Chàng trèo hết đồi này núi nọ, chẳng hang cùng ngọn núi nào mà chàng không đặt chân tới. Một hôm, Tậm Tạch xách ná lên rừng Mường Ai, đi mỏi chân, chui mỏi cổ, hết lùm cây này đến lùm cây kia, mà không gặp được con chim con thú nào. Đi mãi, mới gặp một chú chim vàng anh đậu ở ngọn trám cao. Chàng giương ná lên nhằm bắn, chim vàng anh van nài. Xin ông đừng bắn tôi, ông tha chết cho tôi sẽ mách cho ông nơi có của. Tậm Tạch hạ ná xuống và bảo, được, chim hãy dẫn ta đến nơi có của. Chim nói, người hãy đi theo hướng cánh chim bay, đi mãi đến chỗ có cây chu đồng. Tạm Tạch liền đi theo chim vàng anh, nhưng đi hết ba đèo, bảy núi, thì chân Tạm Tạch mỏi rời, không thể bước được nữa. Chim vàng anh bảo, người đi theo chim không quen, thì người hãy nghỉ đi, ngày mai đi tiếp. Nói rồi, chim vàng anh bay vút đi. Tạm Tạch đang ngồi nghỉ, thì nghe có tiếng thở phì phò gần đấy. Một chú gấu đen đi lại. Gấu hỏi, ai đấy? Tậm Tạch bảo, tao đây. Gấu nói, người hả? Tậm Tạch bảo, ừ. Gấu nói, cho ta ăn thịt ngươi nhé. Tậm Tạch bảo, không được. Gấu nói, thế thì ta kết làm anh em vậy. Tậm Tạch nói, thế thì được. Gấu nói, nhưng ai làm anh, ai làm em? Tậm Tạch bảo, ta vật nhau, ai được thì làm anh, ai thua thì làm em. Gấu gật đầu và xông vào vật ngay. Tậm Tạch bảo, hãy khoan, để mình đi lên đầu dốc và trói bớt hai tay gấu lại mới chịu vật. Gấu thợ cho Tậm Tạch trói hai tay, tức hai chân trước. Cuộc vật diễn ra hết buổi sáng, thì gấu bị Tậm Tạch xô ngã xuống chân dốc. Gấu chịu làm em. Gấu bảo, bây giờ anh muốn gì nào? Tậm Tạch bảo, em đi ăn nhiều núi, quen đồi, quen cây, hẳn là biết chỗ có cây chu đồng. Em hãy dẫn anh đến nơi đó. Gấu nói, thế thì anh hãy cưỡi lên lưng em, để em đưa anh đi cho chóng. Gấu và Tậm Tạch đi hết đồi Ai, đi vòng núi Háo, đi vào núi Riếng, đi đến núi Nam, đi sang núi Khang, núi Khiến, lại đến núi Cửa Thổ Săng Khò, đi qua núi Ca Gia, về núi Mường Ký, Mường Ông, lên núi Lai Ly Lai Láng. Đến núi Lai Ly Lai Láng, gấu bảo, cây chu đồng đây rồi. Tậm Tạch cứ việc ngồi trên lưng gấu, gấu đưa đi dạo một vòng quanh gốc cây chu đồng. Tậm Tạch nhìn cây chu đồng, đúng là cây của cải thật, bông bằng thau, quả bằng thiếc, cành lá bằng vàng, bằng bạc. Hôm sau, Tậm Tạch về dẫn chân chín bạn Mường cùng với Lang Quân Cần đi chặt cây chu đồng, đưa về dựng cửa làm nhà, để cho bạn Mường có nhà cao cửa rộng. Bây giờ, hàng nghìn vạn năm đời sau, ai đi qua dốc Năm Cây thuộc xã Kỵ Tân, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa, đều nhìn thấy chóp núi Lai Ly Lai Láng, vì dưới dòng sông Mã cũng như trên đỉnh núi ấy, còn vết tích trăm rìu đá của cây chu đồng được đặn chặt từ xa xưa.